chào đi Ti. Lên xe xong chào. Hello đi. Hello. Để xe chạy tự động biết gì má. Dạ. Hello, xin chào các bạn. Hôm bữa ngày chủ nhật vừa rồi là ngày 8 tháng 11, xin đi một cái tiệc sinh nhật của một người bạn. Nhiều bạn gọi hỏi thăm đó là đi chơi gì vậy nguy hiểm, tại vì Covid nó đang tăng á. Một ngày là nó tăng double không à. Thì Như Khanh bạn bè rồi, xung quanh thấy nhiều người bị quá, cho nên là bạn bè cũng recommend mình nên đi test coi coi có bị gì không, thì mình thôi kệ cũng đi luôn để cho chắc. Hôm nay là ngày thứ 6, 13 tây. Đúng rồi, thứ 6 ngày 13 là ngày không có được hơn cho lắm. Hơn chứ. Không, người ta không có hơn. Chúa chết, rồi ngày Đức Mẹ hiện ra là ngày 13, ngày 13 thứ 6 đó mà. Linh đi test Covid. Như Khanh á, là test hồi ngày thứ mấy con? Dạ, ngày thứ 2. Hồi thứ 2 là Như Khanh đã có cái kết quả là không bị Covid. Negative. Hôm nay mình đi xong mình sẽ có bị hay không bị cũng là ở nhà, stay home. Rồi thì Linh sẽ giới thiệu cho mấy bạn cái chỗ này, test 15 phút là có kết quả rồi đó, cho nên là không có đợi mấy ngày hồi hộp giống như những cái chỗ khác. Cái này là rapid test, thì cái lab test và rapid test cũng khoảng 97% chính xác thôi. Nó có kết quả liền thì mình đỡ lo. Và bây giờ có negative hay là positive thì Linh cũng sẽ ở nhà. Đây là cái nơi hai mẹ con đang đi đến để test các bạn. Phải lấy hẹn trước, lấy hẹn trong ngày và nhớ là phải có symptom thì nó mới cho mình đi test. Ví dụ mình nói là mình ho hay là sốt gì đó. Trời ơi, nó sắc lắc nhưng mà nó không có bị report, nó chưa bị accident. Rồi. Con cũng bị mấy lần mà tự xử. Tự đụng, tự xui. À hên thôi, tự xử thì tự trả tiền thôi nha. Nó không vô report thôi chứ. Đi test Covid, sao hồi hộp cái vậy? Mới vừa đi lễ về đó, cầu nguyện đi test Covid không bị Covid. Betty nó nói mẹ không có bị symptom gì hết, mẹ đi làm gì cho mất thời gian để dành chỗ cho người khác, người ta test. Mà nói trời ơi, mình cũng đi chơi rồi lỡ mình gặp mấy cái người Covid sao, thôi mình test cho nó chắc ăn ở nhà hồi hộp. Test xong rồi có kết quả rồi mình cách ly luôn, mình ở nhà, mình đừng đi. Không đi. Chứ giờ lỡ hẹn rồi mà không cho mẹ đi. Cái tiền gì? Tốn thời gian. Tốn thời gian, tiền không tốn. Cũng chưa hài lòng. Còn la tốn thời gian. Thời gian quan trọng tiền. Cái bệnh quan trọng hơn chứ. Mà mẹ không bệnh, mẹ thích nắng quá trời. Mẹ không bệnh nhưng mà bạn bè mẹ nói mẹ đi chơi nhiều quá rồi sợ bị bệnh, bắt mẹ đi test. Thì bạn nào cũng kêu nên đi test thì thôi đi đại cho rồi. Còn mắc cỡ gì nữa. Ngồi đó nó mẹ. Giữ ngồi. Gì cũng mời. Mời gì cũng không từ chối. Trời ơi, dính màu thì nãy đến sau.
hồi hộp ha. Vậy đi. Để cho mình đậu đây rồi nó để mấy cái cục xung quanh để những người khác người ta tới đậu. Cái chỗ này là đặc biệt riêng cái appointment của mình. Mình mới chui vô trong cái khu vực này. Có nhiều cái CVS á, nó nằm ở drive thru á, nhưng mà cái chỗ này á lại nó lại có cái phòng riêng để cho mẹ vô, mẹ chỉ cần đậu xe ở đây thôi rồi người ta bà nurse bà ra bà dẫn mẹ vô. Thì cái này nó khác với nhiều chỗ, chứ có lẽ là cứ ngồi trên xe thôi. Mình không có phải đi vô trỏng, người ta sẽ ra ngoài này mà người ta dẫn mình đi. Mẹ đã sẵn cái họ có camera mẹ nè, họ thấy mình tới rồi họ đi ra đón mình đúng không? Dạ. Họ nếu mà nó đợi xíu nó cũng gọi mình rồi. Nó chặn mấy cái đường cục cục này lại. Mẹ lấy thật, mẹ không cần đem nhiều đồ vô, mẹ chỉ cần lấy cái insurance với lại cái thẻ thôi. Thẻ ID hả? Cái driver license với lại insurance thôi, chứ đừng đem đồ vô nhiều. Ok. Hi, how are you? I'm good. Thank you. Take a seat over here. Yes. Sit down. Thank you. Just so easy. Easy all day. Okay. You have your ID and insurance? Yes. Okay. Yes. Okay. It's going to be well. Take it as easy as I can. Ooh, can't believe how time flies. The way the time is flying. Oh, Jesus. No. Could you turn the cards to face me? Yes, sure. Thank you, sure. Appreciate you. Okay, let me get my phone. Take a picture. Right here. Okay, because I don't want to touch that. So, my name is Maria Bateman. So tell me your last name. My last name, L-E. L-E, L-E. And your first name is? L-I-N-H. 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 Okay, Lee. Just 1966. April 1? Yes. Yes. Okay. April 1, 1966. April 1, 1966. Okay, we're gonna get. Let me check your name in the computer, okay? Sure. Please. Thank you. Okay, let's do your test, Mom. You can take all of that. It's good. Okay. Thank you so much. Thank you. Here? No, don't go there. Just here. Just here. Okay. Don't go far. When you finish five times, don't bring it up. Leave it there. I'm going to tell you when to take it up. Okay. Okay? No, just this one. This one. Yes. Good job. Okay. 5. 5. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
Okay, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015. Put it in here. Thank you. That is it. Thank you so much. I'll call you on the phone. I'll tell you on the phone the result later on. Okay. I'll call you for phone, okay? Okay. Thank you so much. Use hand sanitizer. Yeah. Can you finish? Thank you. Thank you. Have a good day. Bye-bye. Bye-bye. Đây là mẹ tôi. Sau khi COVID testing, mẹ tôi đã quay trở lại. Nè, bây giờ nó kêu mình là đi về đi, 15 phút khoảng đó là nó sẽ gọi, nó báo cho mình. Nó gọi bằng điện thoại, nó báo cho mình là có kết quả hay không. Có bị positive or negative. Bây giờ là đang hồi hộp. Đúng rồi, rất hồi hộp. Hỏi cô Thúy nè. À, hôm nay là cái gì mà chị sáng sớm chị kêu em đi lễ đó. Hôm nay mình còn được tám ơn nữa. Kêu em vô cái nghĩa địa để làm gì? Được lãnh ơn toàn xá. À, hôm nay mình mà đi vô nhà thờ thì mình được lãnh ơn toàn xá. Đi lễ, xong rồi ra nghĩa trang, mình đọc kinh để là mình cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, đúng không? Ok. Để mình được lãnh ơn toàn xá. Đó, cho nên là bây giờ mình được tám ơn là bây giờ mình mới lãnh được gì có 3 lần rồi. Đây là 3 lần. Chị Thúy muốn đi nghĩa trang cho nên là sẵn đi test COVID thì chị Thúy đi chung luôn để mà chở chị Thúy đi ra nghĩa trang rồi mình cũng đi luôn để mình được nhận ơn toàn xá. Bây giờ mình đang đi ra cái nghĩa trang gần Hải Đình, mình ăn luôn, đói bụng quá. Con đói không? Ăn chứ đói quá. Nhưng mà ăn người ta có cho không? Covid này người ta có cho ăn không? Mua bánh bao với lại bánh giò đó. Mình mua bánh giò, bánh bao, bánh ướt thì mình ăn cũng ngon mà ha chị. Ngon mà. Rồi, cái bánh bữa em với chị đi ăn bánh cuốn ngon quá hả? Nhưng mà thôi đi vô ăn bánh bao, bánh giò ngon nhất. Bây giờ mình tự nhiên mình đeo khẩu trang vô làm chi vậy ta? Tại anh Tì nó đeo rồi. Sao nó chưa gọi mẹ khác kết quả là hôm bữa con nhanh lắm. Lúc mà con làm xong con đứng ở ngoài. Chưa hay là em lo con cầm điện thoại đó luôn. Thôi. Không, nó gọi vô là nó tắt cái video à. Ok. Rồi. Thôi mình tắt, mình đợi có kết quả là mình báo. Mình đang cười đi mẹ nó khóc sao. Vô gì? Trù ẻo mẹ hoài. Nó hù mình không à. Mẹ muốn sợ. Nó hù. Nhưng mà mình không có bệnh thì mình đâu có sợ. Nhưng mà có cái là mình nói rồi. Mình nói bây giờ mình có test, mình có kết quả như thế nào đi nữa, mình cũng xin đi tu. Mình để nó đến năm sau chị. Đến năm sau nó hết COVID thì em đi. Mà chỉ giữ cái sức khỏe để mà không bị COVID. Để mà đi qua thăm má nè, thăm gia đình bên Cali, rồi gia đình bên Arcana. Đi quá trời luôn á, cái đó phải tăng. Là đi gặp người ta nhiều. Cuối tháng này mình đi North Carolina đi trước, thăm Cam Thi trước. Cam sau thi đó ngày mấy vậy? Cam Thi đi ngày mấy? Cam Thi hả? Đi ngày em mấy? Đi ngày 23. 23 đi hả? Em báo rồi lỡ ai biết rồi đột nhập nhà em sao chị? Tức là 10 ngày nữa em đi. Rồi xong rồi sau đó thì cuối con được cho giữa tháng 12 được cái gì? Được vô Kaiser làm thực tập. Là trong bệnh viện hả thì dạ, Kaiser tốt lắm á. Bệnh viện hả? Con apply 5 cái con mới được có 4 good cái hả? News. Ok, chúc mừng. Con apply 5 chỗ nhưng mà con mới được nhận vô có 4 chỗ. Là nó nằm ở đâu lần? 4 chỗ luôn. Kaiser đó gần nhà mình mà Ti. Con apply mấy chỗ kia là gì? Cali hả? FDA. Có vô lính làm không? Không, sợ. Sợ lính không dạ? Làm ở trọng mới là tốt á con. Thực tập trọng mới là hay á. Thôi, mấy lính làm sợ thì... mẹ cũng hơi sợ. Thì
lính tội người ta đi lính mình vô thôi, nó con gái nó đi tội vô ta cầm. Ai tội con? Nó con gái rồi, nó đẹp, nó trẻ, nó rồi đi vô lính gì? Ai cũng nói vậy, không ai bảo vệ đất nước hết chị. Nhưng mà không, người khác đi như con này nó con gái, cho mấy thằng con trai đi vô nó thực tập đi. Nó tập, con gái, nó trẻ, nó đẹp nữa. Tập để làm dược sĩ chứ đâu phải thực tập để đi đánh nhau đâu. Đây Chúa con ơi, con biết rằng Ngài đã đến, đến thương con nên sinh ra trên giường trần, ban cho người nguồn vui phúc thiên thai, cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. Xin tri ân, con cảm ơn Ngài. Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua, mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa. Hello mấy bạn, Cẩm Linh đã về tới nhà rồi. Nhưng mà đợi bình thường á, cái rapid testing này á thì 15 phút hoặc là nửa tiếng là maximum là nó trả lời cho mình. Mà không biết sao lúc Linh làm xong là 3:30 mà mình đợi, trời ơi, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ không thấy gọi. Oh my gosh. Mình nói mình không biết mình có bị cái gì không, mà tại sao nó lại không có báo cho mình. Mình hồi hộp mấy tiếng đồng hồ, 7 giờ đúng nó gọi mình. Oh my gosh, nó báo negative. Mừng quá trời luôn, giờ ăn mừng đi. Nói chứ thì test xong thì mình cũng yên tâm. Nhưng mà bắt đầu từ hôm nay chắc Tâm Linh sẽ ở nhà cho tới ngày chạy qua thăm thi chơi Thanksgiving, Noel. Linh sẽ chạy qua má, thăm má với lại gia đình. Tháng 1 Linh mới quay về lại. Linh cũng không quên nói rằng khi mà mấy bạn bệnh Covid á, thì cũng không có chết đâu, đừng có lo. Nhưng mà có một cái là mình bị mệt mỏi, mình đau nhất, rồi mình đi không nổi, mình ăn không được, thì mình nên là ăn cháo nóng hoặc là ăn súp, ăn cái gì nóng, rồi uống nước chanh nóng, rồi xúc nước muối nóng, rồi mình xông hơi, xông mỗi ngày mấy lần cũng được, 2 lần 3 lần, làm hết cái khả năng của mình, xông càng nhiều càng tốt, nóng thì nóng, cẩn thận, xông cẩn thận thì nó sẽ hết. Và cầu mong cho các bạn nào bị Covid thì mau lành bệnh. Còn bạn nào chưa bị thì cẩn thận, nên ở nhà đừng đi chơi nữa. Rồi, chừng nào mà hết Covid thì đi ha. Ok, tại vì hiện tại cái Covid bên Mỹ tăng kinh khủng luôn. 177.000 ca ở Mỹ là một ngày, ngày hôm nay nè, ngày 13 tháng 11, tổng cộng 11.000 hơn của Mỹ là bị Covid á, tổng cộng số người bị. Cho nên là Mỹ là đứng đầu, mà dạo mới 1-2 tuần nay á, người Việt Nam mình á, lây quá trời luôn. Rồi thôi, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh của Cam Linh, xin đăng ký cho Cam Linh và ủng hộ tinh thần của mình nha. Cảm ơn rất nhiều. I love you guys.
Bye bye.